Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai. Sau khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn này truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa ấy. Đừng để ma tà kiến từ gây ra chướng nạn, giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các tà duyên kiến, khiến thân tâm được vào tri kiến Phật, từ khi bắt đầu cho đến thành tựu, không bị lạc vào đường tẻ. Giảng: các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai. Các ông, A Nan, các vị đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỷ Khưu, các vị đại trưởng lão và những vị khác trong hội chúng nên chú tâm giữ gìn đạo của Như Lai. Các ông nên trân trọng thừa sự những lời Như Lai đã truyền dạy. Sau khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn này truyền dạy trong đời mạt pháp. Hãy truyền dạy pháp môn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, đó là pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông, hướng tánh nghe vào bên trong để dựng ra tự tánh của mình, cho đến khi tự tánh hòa nhập vô thượng đạo, truyền dạy pháp môn viên thông cho chúng sanh trong đời mạt pháp. Vào thời mạt pháp, các ông phải truyền dạy pháp môn này cho chúng sanh hàng ngày, khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này, dạy cho chúng sinh hiểu được một cách rõ ràng pháp tu này. Đừng để ma tà kiến tự gây ra chướng nạn, đừng để cho tự chính mình gây ra chướng nạn tà kiến của thiên ma ngoại đạo nơi mình. Ma có hai loại: kiến ma và kiến ái ma. Kiến ma là khi hành giả gặp cảnh liền bị xoay chuyển bởi cảnh giới, còn khi hành giả gặp cảnh sinh tâm yêu thích, ham muốn cảnh ấy, đó gọi là kiến ái ma. Quý vị đừng để cho chúng sanh bị rơi vào các chướng nạn bởi hai loại ma cảnh này. Giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các tà duyên kiến, giúp chúng sanh giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các nhân duyên tà kiến ấy, hàng phục cho được tâm điên đảo và tâm cuồng si, giúp họ đoạn trừ tà tri tà kiến ấy, khiến cho thân tâm chúng sanh nhập vào tri kiến Phật, từ khi bắt đầu tu tập cho đến khi thành tựu, không bị lạc vào đường tẻ. Đừng để cho họ bị lạc vào những con đường tẻ khi đi trên con đường tu đạo chân chính. Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số di trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô thượng. Giảng: pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số di trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô thượng. Nương vào pháp môn như thế trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà các đức Như Lai nhiều như số di trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ được khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô thượng. Khi tu tập theo pháp môn này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tâm được khai ngộ và chứng được đạo quả vô thượng. Đây là lộ trình người tu tập phải trải qua. Nay chúng ta cũng muốn nghiên cứu pháp môn này, chỉ có cách tu tập pháp môn này một cách viên mãn mới mong thành Phật được. Chẳng dễ dàng thành tựu quả vị Phật nếu không thực hành ngay từ bước đầu tiên. Không riêng gì quả vị Phật mà ngay trong thế gian cũng thế, người ta cần phải gắn bao công sức để đạt được mảnh bằng thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ. Còn quý vị cần phải trải qua bao nhiêu thời gian công phu tích cực mới thành tựu Phật đạo. Nếu quý vị tuyên bố thành Phật mà không trải qua bước đầu tiên thì chuyện đó khó tưởng tượng còn hơn cả giấc mơ. Ngay cả trong mơ, quý vị cũng không thể nói được chuyện kỳ quặc như vậy. Thành Phật không phải là một chuyện đơn giản. Khi thức ấm tiêu dung rồi thì các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay nhau. Từ chỗ hổ dùng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim Cang Càn Huệ Bồ Tát, tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy. Giảng: khi thức ấm tiêu dung rồi, khi hành ấm đã tiêu trừ, quý vị ở trong phạm vi thức ấm. Nếu quý vị thể nhập được vào thức thứ 8, quý vị có thể thấy được 10 phương thế giới trong suốt như pha lê, chẳng có gì ngăn ngại được cái nhìn của quý vị. Tuy nhiên, trước khi thức ấm hoàn toàn chuyển thành thức thứ 8, trong niệm sinh diệt rất vi tế vẫn còn diễn biến ở trong thức thứ 7. Một khi những niệm lăng tăng vi tế trong thức thứ 7 ấy đã tiêu tán và chỉ còn lại thức thứ 8, quý vị sẽ nhìn thấy vạn vật trong vũ trụ này trong suốt như thủy tinh. Lúc này thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí như chư Phật. Trước khi quý vị tiêu trừ sạch thức thứ 7 thì trạng thái này vẫn chưa đạt được. Đó là ý nghĩ của việc chấm dứt được thức ấm. Khi những niệm lăng tăng vi tế của thức thứ 7 đã tiêu tan thì các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay nhau. Các căn hiện tiền có khả năng dung thông với nhau.
Việc sử dụng hỗ tương nhau của các căn đã được giảng từ trước rồi. Mỗi căn có được năng lực của cả sáu căn, như mắt vốn chỉ có thể thấy được vật phía trước, nay có thể nghe được, nếm được, ngửi được, xúc chạm và suy nghĩ được. Hành giả có thể khai hợp các căn nên có thể sử dụng hỗ tương với nhau. Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim Cang Càn Huệ Bồ Tát. Kim Cang có nghĩa là bất hoại, không có gì phá vỡ nó được, cũng có nghĩa là bất thối. Quý vị sẽ đạt được ba loại bất thối: quả vị bất thối, niệm bất thối và hành bất thối. Càn Huệ nghĩa là Càn Huệ địa. Tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy, từ trong bản tâm sáng suốt viên mãn phát khởi ra sự biến hóa. Như ngọc lưu ly trong suốt hàm chứa mặt trăng báo ở trong, như thế mà vượt lên gia vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hành tâm và sở hành của Bồ Tát Kim Cang thập địa. Giảng: sự biến hóa ấy giống như cái gì? Như ngọc lưu ly trong suốt không dính một mảy may bụi trần hàm chứa mặt trăng báo bên trong. Như thế theo đó mà vượt lên gia vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm mà chúng ta đã được nghe giảng từ trước. Tứ gia hạnh tâm là noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất. Quý vị cũng sẽ vượt qua trạng thái và trình độ công phu ở cảnh giới sở hành của Bồ Tát Kim Cang thập địa. Đẳng giác tròn sáng vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề về nơi vô sở đắc. Giảng: đẳng giác tròn sáng vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai. Đến trạng thái này, các ông sẽ nhập vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo Bồ Đề, để về nơi vô sở đắc. Rốt ráo là chẳng có gì để chứng đắc cả. Tại sao vậy? Vì tánh giác vốn tự có sẵn trong mỗi người, không phải do nhờ bên ngoài mới có. Tánh Như Lai tạng cũng chẳng phải là cái có được từ bên ngoài, mà nó vốn có sẵn trong quý vị. Nên nói trở về lại nơi vô sở đắc là vậy. Đây là những ma sự di tế mà các Đức Phật Thế Tôn từ đời quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán. Giảng: đây là những ma sự di tế, 10 trạng thái nói trên xảy ra trong quá trình tu tập để chuyển hóa thức ấm mà các Đức Phật Thế Tôn từ đời quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán. Chỉ Samatha là một loại định, trong trường hợp này là lăng nghiêm diệu định. Quán Vipassana là công phu quán chiếu. Đây là một dạng quán chiếu rất di mật, về sự giác ngộ sáng suốt mà hành giả có thể phân tích được các ma sự vốn rất di tế, nhỏ nhiệm, khó mà khám phá ra được. Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền thì tẩy trừ được cấu nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. Giảng: nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền, nếu các ông nhận được ngay những ma cảnh khi nó hiện ra trước quý vị và biết được đó là ma hay Phật, thì tẩy trừ được cấu nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. Tâm cấu nhiễm được rửa sạch ngay và khỏi bị rơi vào tà kiến. Một vài cảnh giới của tà ma ngoại đạo từ bên ngoài đến với quý vị, và một số cảnh xuất hiện do trong tâm niệm của quý vị. Ngoại ma thì rất dễ hàng phục, còn nội ma ở trong tâm thì rất khó trừ. Vì mỗi khi quý vị phát khởi tà tri, tà kiến thì rất khó giải trừ khỏi những thứ tà kiến ấy. Ngay sau khi quý vị nhận ra ngoại ma, quý vị phải tẩy trừ ngay những thứ cấu nhiễm ấy trong tâm mình. Điều gì là cấu nhiễm? Loại nhiễm ô quan trọng nhất trong tâm là tham. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này rất thường xuyên. Tham sẽ trở nên rất nghiêm trọng khi kết hợp với dục. Nếu quý vị không có một niệm dâm dục thì quý vị đã rửa sạch tâm mình khỏi bị ô nhiễm, tâm quý vị sẽ không sinh khởi tà kiến được nữa. Nếu quý vị không thanh tịnh quá tâm mình, thoát ra khỏi niệm tưởng dục, thì có rất nhiều chướng nạn sẽ đến với quý vị. Tất cả vấn đề ấy sinh khởi vì tâm tham, các thứ phiền não vô minh từ đó đều sinh khởi, quý vị bị dính vào tà kiến ngay liền. Nếu quý vị có năng lực rửa sạch liền những dòng tưởng này mới thoát khỏi được tà kiến. Các ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị phá tan, đại lực quỷ thần quảng hốt chạy trốn, các loài ly mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. Giảng: các ấm ma đều tiêu diệt, các ấm ma, những thứ ma sinh khởi từ ngũ ấm mà chúng ta đã thảo luận đều bị tiêu diệt, thiên ma bị phá tan. Nếu quý vị có trí huệ chân chính và không bị dính mắc trong tà kiến thì thiên ma sẽ bị phá sạch.
quý vị sẽ khiến cho tâm chúng khiếp sợ. Đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn. Các loài này rất mạnh, chúng có thể nâng cả núi Tu Di bằng một bàn tay. Nhưng nếu quý vị có trí huệ chân chính và có đại định thủ lăng nghiêm, thì loài đại lực quỷ này mỗi khi nhìn thấy quý vị liền chạy trốn vì hoảng sợ. Các loài ly mị giống lượng không hiện tướng ra nữa. Ly mị giống lượng là loại ma mà chúng ta đã nghe giảng trước đây, nó cũng sẽ không dám xuất hiện nữa. Thẳng đến Bồ Đề không chút thiếu sót, hàng căn cơ hạ liệt cũng được tăng tiến. Đối với đại niết bàn, tâm không mê lầm. Giảng: thẳng đến Bồ Đề không chút thiếu sót, các ông sẽ thẳng đến nơi giác ngộ, đạt được cảnh giới của chư Phật không chút thiếu sót. Quý vị sẽ không gặp những chướng nạn hoặc phiền não. Hàng căn cơ hạ liệt cũng được tăng tiến. Đối với đại niết bàn, tâm không mê lầm. Ngay cả với những người có căn tánh thấp kém cũng sẽ được tiến bộ. Quý vị sẽ hướng thẳng đến diệu quả niết bàn, và tâm quý vị không còn kinh qua những dạng mê mờ phiền não như trước nữa. Nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền năng, chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muội, những căn tánh chậm lục, sợ họ bị lạc vào tà kiến, thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật Đảnh Đà La Ni. Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong thân. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. Giảng: nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền na, nếu có các chúng sinh trong đời mạt pháp ưa thích tu tập chánh định nhưng căn tánh chậm lục, bất kể quý vị dạy cho họ bao nhiêu điều hay lẽ phải, họ vẫn khăng khăng đi vào con đường xấu ác. Dù các ông không dạy họ đi vào con đường hư hoại, mà họ vẫn tự đi vào con đường ấy. Học làm điều tốt lành cũng khó như lên trời, học để làm điều xấu ác cũng dễ như trượt xuống dốc vậy. Tại sao? Tập khí của chúng sanh rất mạnh, họ có quá nhiều tham dục, những tập khí chủng tử lâu đời, những nghiệp chướng và nợ nần từ đời trước quá nhiều đã kéo ngược lại, trong khi người tu muốn hướng thượng. Học làm điều thiện cũng khó như lên trời, nhưng học làm điều ác lại dễ như trượt xuống dốc. Tại sao? Vì chúng sanh không có được trí tuệ và đều là những người mê muội. Họ là những người chưa nhận biết sự quan trọng của thiền na, họ không nhận ra được sự quan trọng cần thiết của việc tu đạo, chưa nhận ra được sự cần yếu của pháp tu tập thiền định, chưa nghe pháp yếu ưa tu tam muội, hoặc chưa từng được nghe pháp yếu, họ không hiểu biết gì về chánh pháp, dù họ chưa từng nghe giảng những điều cốt tủy của Phật pháp, hoặc chưa biết cách công phu tọa thiền tập định, nhưng họ rất ưa thích tu tập chánh định. Những người ưa thích tu tập chánh định thì phải hiểu biết về đạo và rõ ràng về pháp. Sợ họ bị lạc vào tà kiến, các ông nên quan tâm giúp họ khỏi bị lạc vào tà kiến. Nếu quý vị lo cho những người này rơi vào tà tri, tà kiến, thì quý vị phải báo trước cho họ. Thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật Đảnh Đà La Ni. Các ông nên hết lòng khuyến khích họ trì tụng chú Phật Đảnh Đà La Ni, khuyến khích họ trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong thân. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. Nếu họ không thể tụng thuộc được thì họ có thể viết ra trên thiền đường. Nếu khi họ tụng chú mà không thuộc lòng, phải nhìn trong kinh, quý vị có thể bảo họ viết ra rồi dán lên vách tường nơi thiền đường. Đó là gì? Nơi nào có kinh chú, nơi ấy có Phật. Huống gì thần chú đại Phật đã này, bất kỳ nơi đâu có thần chú này thì nơi ấy có Kim Cang Tạng Bồ Tát và quyến thuộc cùng các vị hộ pháp thiện thần. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. Hai quý vị bảo những người này mang trong thân, nhờ thế các loài ma không còn quấy phá họ được. Nếu quý vị mang thần chú trên người, ma không thể nào gá vào quý vị được. Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng vì phép tu tiến rốt ráo của mười phương Như Lai. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với tâm từ bi chí thiết, Ngài có lời phó chúc sau cùng cho Ngài A Nan. Ông nên kính dâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt ráo của mười phương Như Lai. Các ông nên kính trọng và trân quý Thủ Lăng Nghiêm Diệu Định, pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông, hướng tánh nghe trở vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình, và cũng là pháp môn thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Phật Đảnh Đà La Ni, là gom vào hết thảy các pháp và nắm giữ vô lượng nghĩa. Đây là tâm, là tánh của các Đức Phật Như Lai trong khắp mười phương.
đó là mẹ của các Đức Như Lai. Chú này là tột đỉnh cứu cánh, vô cùng rốt ráo, và là pháp môn tối thắng vi diệu để tu tập tiến bộ. Đó là khuôn mẫu tu chứng tối hậu của mười phương Như Lai, là pháp môn quan trọng nhất được Đức Phật giảng dạy vào thời kỳ sau cùng. Đó là mô phạm tối yếu, là phương thức, là lời khai thị cho lộ trình mà quý vị phải theo sát để tu chứng tri kiến Phật. Ha ha ha, 问三摩地娑。